nhiên chỉ nghĩ là ok trọng trách của mình vào trong cái mạng xã hội này để làm gì giống như một cái duyên đưa mình đến để mình níu kéo những em những cái tầng lớp thanh niên trẻ quay về lại với lại cuộc sống gia máy ấm gia đình để khỏi đi con đường lạc lối tại vì chúng ta cái tầng lớp của của nhiên á thì cũng là thế hệ f 2 và cũng gọi là lớn tuổi rồi ờ, uh, u 40 40 tuổi thì cũng gọi là quá khỏi cái tuổi để mà phát triển đất nước rồi những những người mà còn trẻ uh, giống như các em hăm mấy tuổi mười mấy hăm mấy ba ba mươi tuổi đó là những cái thành phần mà sẽ quyết định tương lai và sự nghiệp kinh tế của nước việt nam mình cho nên nhiên muốn kéo các em trở lại với cuộc sống hiện tại đừng đi quá xa cái con đường của thiên đường ảo một cái bánh vẽ ảo vì vậy nhiên tham gia mạng xã hội là để làm gì để cho các em thấy thực tế của nước mỹ thực tế của cái của những nước à, nước à, đất nước càng rộng thì tiêu cực và tích cực sẽ có rất là nhiều nhưng muốn cho các em thấy được ở ừ, nơi đâu là thiên đường thiên đường là nơi nằm trong lòng bàn tay của các em nằm trong cái trí tuệ của các em các em muốn có thiên đường là có thiên đường là tại sao tại sao nhưng nói điều đó có nghĩa là các em chăm lo học hành lao động và dùng trí tuệ bộ não chất xám của mình để lo cho kinh tế tương lai của mình thì đó là thiên đường của các em. Không hẳn là các em đi qua Mỹ là các em gặp thiên đường, qua bên này các em phải đi làm, các em làm làm phải làm phải phải làm nhiều hơn những người ở Việt Nam nữa cơ. Để các em mới có được. Như An Nhiên qua Mỹ tới gần 20 năm Nhiên mới có được. Có được mà Nhiên cũng phải cày và Nhiên trả nợ, Nên Nhiên mới có được những cái điều đó. Cho đến hiện tại bây giờ trong những ngày mà người ta á, có những thành phần người ta lừa biến người ta ăn tiền trợ cấp Nhưng mà bản thân nhiên, 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 nghĩ tại sao mình phải ăn những cái đồng tiền nhỏ nhoi đó Mình phải đi làm Mình đi làm mình tiếp xúc với xã hội, tiếp xúc với con người để mình biết được là cái xã hội nó như thế nào Còn các bạn ở trong nhà lỏng quẩn hoài wow, các bạn các bạn cũng biết là Nhiên cũng đã từng làm cái clip á Nhàn vi cư bất thiện là như vậy Rảnh rỗi xanh nông nổi các bạn ở nhà các bạn sẽ sanh ra những cái triệu chứng rất là rất là khó lường được cho nên á là làm gì thì làm cũng phải lao động lao động là vinh quang lao động giúp cho bản thân của mình giúp cho gia đình của mình và giúp cho ước mơ tương lai của mình xa hơn nếu như các bạn chịu lao động thì trong tương lai những gì các bạn mơ ước sẽ có sẽ có tất cả Ngày xưa nhưng mơ ước sẽ có một chiếc xe hơi Lúc Nhiên còn ở Việt Nam Nói như mình nghĩ Mình mình nghĩ mình thấy Mình quen những người bạn có được có được chiếc xe hơi Mình cảm thấy một ngày nào đó Mình có được điều này chăng Mà chớ đến khi mình cố gắng mọi thứ Và mình cũng đã có Rồi Nhiên mơ ước có một cái một cái Cơ ngơi sự nghiệp tại nước Mỹ Mình cũng nói ừ, Không biết đến bây giờ mình có được Nhưng mà mình cũng đã có được Và mình vươn xa hơn nữa nếu như các bạn có ý chí thì đây là cái thiên đường của các bạn các bạn ở Việt Nam các bạn học hành thành tài các bạn đi làm trong những cái công ty các bạn được trọng dụng còn các bạn không lo làm các bạn cho dù các bạn đi qua tới Mỹ các bạn vẫn bị coi thường như thường các bạn hãy nhìn vào gương của ông Ngô Kỷ gương của ông ông gì ông Lý Tống rồi đó qua bên Mỹ bao nhiêu năm được chức vụ gì bên Mỹ hay là những cái chức vụ ảo thôi rồi sao rồi khi mà họ chết đi thì họ làm sao chả được cái gì cả chả mang theo được cái gì cả mà lại có những cái tiếng xấu cho bản thân nữa đó hãy nhìn vào gương của những người đi trước những 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 kẻ mà hô hào hô hào đa nguyên đa đảng những kẻ muốn việt nam mình trở thành giống như là hả một bãi rác họ không muốn việt nam mình phát triển nếu như họ nói họ thương dân thì họ phải thấy những cái thành tựu của việt nam và họ họ phải bồi đắp thêm còn đằng này họ không có bồi đắp thêm mà họ muốn chính tay người dân phá vỡ đi những cái thành tựu đó các anh chị có thấy không họ suối người dân đập phá trụ sở phá những cái chiếc ô tô đốt cháy những chiếc ô tô phá đi của cải vật chất cái đó đâu phải là thương dân cái đó là họ đang muốn người dân vào con đường tội lỗi điển hình nhân vật cảm thúy các anh chị thấy không một kẻ sống tại đất nước việt nam từ nhỏ đến lớn tôi nhìn cái khuôn mặt cô ta phải là 50 tuổi có nghĩa là sống 40 mươi mấy năm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa có, có thể cô ta chỉ lớn hơn nhiên vài tuổi 7 8 tuổi 9 10 tuổi cỡ đó. Có nghĩa là cô ta đã sống từ khi mà giải phóng đến giờ. Dưới dưới chế độ xã hội chủ nghĩa cô ta có nhà, cửa, có đầy đủ tất cả. Vậy mà bây giờ nghe lời của những kẻ phản động đi làm những việc xấu xa mất dạy, khốn nạn. Đó rồi hậu quả như thế nào, bị đập cho bể đầu đó. Nó những kẻ mà là mà sống mà không biết ơn những kẻ à, sống, sống mà khốn nạn cái kiểu đó thì trên đường đời của họ tất nhiên sẽ không bao giờ gặp được những cái điều tốt cả chị biết thằng dưa leo không hả em hỏi thằng dưa leo có biết chị hay không mấy cái đứa vô danh tiểu tốt đó biết nó làm gì em có thấy cái số phận của nó hẩm hiu hay không đó bởi vì người ta nói là nghiệp nghiệp là như vậy đó bản thân của mình đã không lành lặn rồi thì mình sống làm sao á cho nó để lại một cái tích đức kiếp sau chân tay mình nó lành lặn tí xíu đúng không chị chỉ nói sơ sơ về về cái thằng dưa leo như vậy là đủ rồi ha cho nên á những ngày vừa qua á, thật ra thì nhiên cũng đọc được rất là nhiều tin tức từ các anh chị và nhiên cũng coi đài nhiên cũng đi làm về cũng có coi chứ nhưng mà thực ra mình 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 phải nghĩ tới có những cái tin á các anh chị đọc các anh chị cũng nên tham khảo cho nó đúng giống như có một cái tin tức mà nhiên coi các anh chị chia ở chia sẻ ở đấu trường về cái um, cái tiệm nail mà bị phát hiện ra là lotion uh, nhiễm uh, nhiễm cái uh, cái chất độc gì mà gây ra ung thư ấy, thì đã nhiên nhiên đến chính luôn cho chính phủ Mỹ ra lệnh đóng cửa kinh doanh từ giữa tháng 3 năm 2020 và cho mở cửa kinh doanh lại vào ngày 8 tháng 5 năm 2020 thì trong cái tờ báo trong cái tờ báo đưa ra mà các anh chị đọc xe ở trong đấu trường á nói là phát hiện và bắt đóng cửa tiệm nail vào cuối tháng tư đầu tháng năm à, tại vì kiểm nghiệm kiểm soát thấy ở trong lotion hay là trong cái chất làm là có có cái chất gây ung thư thì đại nhiên nói trong cái khoảng thời gian còn đóng cửa tiệm kinh doanh thì làm sao mà có tiệm nail nào mở để mà để mà uh, stay vào uh, bắt và kiểm tra ra, ra những cái, cái 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 điều vô lý đó được cho nên cái bài báo đó là nhiên khẳng định đó là bài báo xuyên tạc bài báo lá cải không nên tin có một kẻ nào đó mình không biết uh, họ muốn làm cho cái 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 kinh doanh nghề nail tại mỹ mất tích toan luôn họ muốn hại người việt hay là họ muốn làm gì đó thì mình không biết nhưng mà mình chỉ khẳng định cái tờ báo đó là tờ báo không chính thống nha cái tin tức đó là tin tức không chính thống mình chỉ đến chính như vậy thôi chúng ta tham gia mạng xã hội chúng ta phải dựa theo sự thật tại sao trên cái trang pay của nhiên và trên cái nhóm cổ động yêu nước của nhiên là nhiên ghi một cái status và nhiên không cho những cái trường hợp chế hình hay là những cái trường hợp mà nói mà xe uh, bài mà không đúng sự thật tại vì nhiên muốn các anh chị và em chúng ta lên trên mạng tham gia mạng xã hội chúng ta đã từng nói những kẻ bao que uh, xuyên tạc những kẻ mà chống cộng này nọ họ hay xuyên tạc họ hay chế hình bác họ hay làm những cái thủ đoạn như vậy những khác kia thì chúng ta không nên làm theo họ chúng ta đọc cái gì cũng phải lựa dựa theo sự thật một trăm phần trăm thì chúng ta tuyên truyền còn không có thì chúng ta không nên Chị nói một chút về sinh lại quốc tịch Việt Nam đi hả à, nếu như bạn ở Mỹ bạn muốn sinh lại quốc tịch Việt Nam thì bạn uh, uh, Có thể lên trên uh, website các bạn uh, bạn uh, bạn coi cái cái um, cái thủ tục như thế nào còn không thì bạn đến tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ bạn điền một cái đơn và chờ đợi họ sắp xếp theo thứ tự để mà bạn mong muốn cái nguyện vọng của bạn sẽ được lấy lại quốc tịch Việt Nam tại vì một con người khi bạn bạn ở tại Mỹ thì bạn được quyền có hai quốc tịch đó thì bạn đến đó và bạn hỏi bạn hỏi nhân viên ở đó thì họ sẽ À, tư vấn cho bạn thủ tục như thế nào để lấy lại quốc tịch Việt Nam. Với nhiên thì từ ngày đi Mỹ, từ ngày mà bước chân qua Mỹ đến giờ, nhiên vẫn chưa có bị mất quốc tịch Việt Nam. Nhiên vẫn còn may mắn lắm, tại vì mỗi năm nhiên đều về thì cái cái um, sổ hộ khẩu của nhiên vẫn còn, rồi uh, chứng minh nhân dân của nhiên vẫn còn và nhiên vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Cho nên là cái cái những cái thủ tục mà làm lại. Uh, quốc tịch Việt Nam á thì nhiên chỉ tham khảo ở trên mạng và nhiên chia sẻ cách cách đây cũng mấy tháng rồi. Nhiên có chia sẻ và năm ngoái nhiên cũng chia sẻ thì ở trên mạng xã hội này cũng có rất là nhiều anh chị em họ đã đăng ký và họ đã chuẩn bị lăn tay để lấy lại quốc tịch Việt Nam rồi. Thì nếu như các bạn các anh chị em nào muốn lấy lại quốc tịch quốc tịch Việt Nam thì chỉ cần đến tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ và xin lại quốc tịch Việt Nam thì họ sẽ giúp đỡ bạn làm mọi thủ tục để cho bạn lấy lại quốc tịch Việt Nam thì đó cũng là một cái sự hãnh diện của họ và họ tự hào vì có một công dân Việt Nam vẫn còn nhớ cội nhớ nguồn à, Chị An Nhiên ở bang nào hả? À, chị An Nhiên ở Texas nha. à để im cái điện thoại đi chóng mặt quá hả xin lỗi nha tại vì uh, nhiên mới nhỏ mới mới dọn nhà cho nên là uh, với lại uh, cái cái bàn này uh, thì nó có cái kiến cho nên nhiên cũng muốn né mình ra tí xíu uh, thông cảm nha uh, thì thông qua thông qua những cái 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 sự chia sẻ của nhiên của uh, anh john fry của um, tất cả các anh chị, anh chị em việt kiều uh, lên trên mạng chia sẻ về tình hình nước mỹ ở đây thì uh, gần đây thì luật sư luật sư uh, hoàng di hùng uh, các anh chị cũng thấy rồi đó uh, luật sư hoàng di hùng cũng là một trong những người mà chống cộng cực đoan uh, trước kia nhưng mà hiện tại bây giờ thì cũng uh, đã chịu treo lá cờ mỹ uh, lá cờ việt nam ở nơi uh, nơi cái sảnh mà uh, ông ta uh, live stream thì đây cũng là một trong những cái cái tin vui cho người dân mình là những là có có được cũng rất là nhiều người trước đây nghĩ sai về nước Việt mình và hiện tại bây giờ thì họ cũng đã có chiều hướng nghĩ à, tích cực hơn à, mình không có mình mình cũng không có nên đặt nghi vấn gì nhiều tại vì á à, tất nhiên tất nhiên là những cái nghi vấn đó thì an ninh mạng mình cũng không thể nào mà bỏ xóa qua được đâu nhưng mà chúng ta cũng nên ghi nhận là ừ, họ cũng đã có cái cái sự quay đầu lại thì đó là một cái 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 điều tốt đối với người dân Việt Nam mình <laughs> chào Chị nhiên, nhiên cảm ơn bé Sơn Đại nha Bé Sơn Đại là một em trai Là một người à, cũng à, à, Đồng hành Đồng hành ủng hộ Nhiên trong hai năm qua Từ khi mà Nhiên tham gia Mạng xã hội và tham gia vào Diễn đàn của em chi Nguyễn cho đến bây giờ Luật <laughs> sư Hoàng Di Hùng có hàng xóm Hoàng Nhiên không? Không, Nhiên không có Thật ra Nhiên chỉ biết Hoàng Di Hùng là à, Từ à, khoảng một năm rưỡi đổ lại đây thôi. Trước đây nhiên không biết ông ta là ai cả. Rồi nhiên chỉ biết từ khi tham gia mạng xã hội thì nhiên tìm hiểu những thành phần chống cộng cực đoan. Trước đây thật sự mà nói nhiên, nhưng tâm sự thật luôn là mình từ lúc đi qua Mỹ thì nhiên không có bây giờ mà nhiên mừng tưởng được là người Việt Nam mình lại có những cái suy nghĩ xấu về người Việt Nam sống tại Mỹ nha lại có suy nghĩ xấu về đất nước như vậy. Ngày xưa Nhiên ở Việt Nam rồi Nhiên qua Mỹ như nghĩ ở ừ, người Việt mình bên này lo làm ăn rồi gửi tiền về rồi xây dựng đất nước thôi. Chứ nhiên không bao giờ suy nghĩ tới là những người sống trong chế độ cũ họ lại có lòng thù hận cao như vậy đó nha. Thật sự đó mình suy nghĩ rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà mình mình chứng kiến những những cái sự dối trá của họ những cái những cái lần mà họ đi biểu tình họ làm như vậy mình mình coi mình thấy giống như một cái 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 trò hề vậy đó mình nói là tại sao sống tại nước mỹ rồi lại đi làm những việc như vậy cho đến khi mà à, cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 năm năm 2018 á, là nhiên mới mạnh mẽ mà tham gia mạng xã hội tại vì nhiên thấy họ nói dối nhiều nhiều điểm mà làm hại đất nước mình nhiều quá mà trong khi ngày xưa thì bản thân của nhiên không có gì trong tay là nhiên cũng không dám gì cả đến khi kinh tế mà ổn định rồi thì mình mình nghĩ là mình cần phải có một cái trách nhiệm nào đó là một công dân của nước của Việt Nam mình thì mình cũng phải có một cái trách nhiệm nào đó mình không tham gia chính trị nhưng mà mình có thể tham gia vào kinh tế xã hội để chi để mà mình nói thật sự nói những cái sự thật về mặt tiêu cực tích cực của xã hội mà mình đang sống để mình đem đến cho người dân của mình biết được những cái điều mà họ đang suy nghĩ không đúng họ đang suy nghĩ cái 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 giấc mơ của họ quá đẹp đi nhưng mà thực tế thì đó chỉ là một trong những cái cơn ác mộng chứ không phải là giấc mơ cho nên là như mong muốn các anh chị em đó nên tỉnh mộng để mà mình có được một ngày mới nó tươi sáng hơn nó tốt đẹp hơn để cho gia đình của mình không có bị rơi vào tình trạng của những kẻ mà đi sai đường rồi giống như các anh chị thấy điếu Cày Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi à, à, gì Bùi Kim Thành, rồi à, nhiều người nữa cái gì Sơn đó, thì rất là nhiều người họ sống trong chế độ của à, xã hội chủ nghĩa của cộng sản, của của đảng cộng sản mình và họ được đào tạo ăn học rất là thành tài rồi sau đến khi họ đi qua Mỹ họ trở thành một con người là giống như là chưa từng được ăn học một chút xíu nào luôn thì các anh chị có thấy là ủng kiếp người hay không trong khi sống tại chế độ xã hội chủ nghĩa ăn học mười mấy năm trời bước ra đường bận đồ vét bận bận một bộ đồ chỉnh chu được xã hội tôn sùng một người 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 ngoài nhìn vô kêu ừ cái người đó làm cho văn phòng này làm cho công ty này hãnh diện lắm chứ và cái cô đó là luật sư ra đường là một bà luật sư rất là hạnh diện nhưng mà tại sao đi qua đây lại đi lượm lon lại đi rửa chén lại đi làm neo những cái công việc này á không cần phải đi học mà gầy công khổ luyện 17 18 năm trời cả cho nên nó nhưng rất là tiếc cho những thành phần đó những thành phần được ăn học thành tài bao nhiêu năm đèn sách nhưng mà cuối cùng đổ xuống sông xuống biển vì hai chữ thiên đường vì ba chữ thiên đường Mỹ Vì cái sự sống ảo những Vì vì cái cái lòng tham Và vì một cái vì chính nhất Đó là vì cái sự lười biến lao động Lười biến sử dụng trí tuệ Tại vì họ chỉ muốn là ngồi một chỗ là họ có tiền cho nên là họ chỉ làm những cái công việc xấu như vậy thôi Nên khi họ qua bên này các anh chị thấy đó mọi sự thay đổi Cái sự phản kháng của con con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó như thế nào Nó nói thẳng đó, nó nói là nó con nó học nó phải tự trả Mẹ nó nó phải tự mua bảo hiểm Chính phủ không cho Nó tự nói tất cả mọi thứ Trong khi ngày xưa nó ở Việt Nam thì nó nghe như thế nào nó nghe nó là qua bên này con cái được ăn học miễn phí miễn phí là như thế nào với điều kiện nó phải có đóng góp cho nước mỹ nó phải đóng thuế cho nước mỹ thì nó mới được cái điều đó tại vì chính phủ sử dụng cái đồng tiền thuế của nó để nuôi con nó ăn học mà nó chưa có cái sự đóng thuế nào thì nó, tất nhiên nó muốn con nó học trong cái môi trường tốt nó phải bỏ tiền ra nó học còn còn được free thì các anh chị biết rồi đồ miễn phí không bao giờ tốt cả. Được học mà miễn phí thì chính phủ cho vào cái trường nào là phải vô cái trường đó học. Mà cái trường mà mà được học miễn phí là các anh chị cũng biết rồi thành phần tầm lâm tầm lai nó nằm trong đó cả. Thì làm sao con mình nó 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 được một tương lai đẹp? Muốn con mình có tương lai đẹp thì phải học trường tư trường tư thì sao thì phải bỏ tiền ra học vậy thôi cuộc sống mà đâu thể nào mà ăn cái bữa ăn miễn phí như vậy được miễn, bữa ăn miễn phí nào cũng phải trả giá cả đúng không Đó, cho nên là đừng có đừng bây giờ mà nghĩ là à một ngày nào đó được qua thiên đường Mỹ rồi uh, được hưởng bổng lộc không bạn qua tới bên này bạn phải cày nhiều hơn nữa bản thân nhiên bây giờ thật sự kinh tế mình cũng đã ổn định rồi mà mình cũng phải cày từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ tối mười mấy tiếng đồng hồ bạn không cày bạn chỉ cần lơ là cái 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 kinh doanh của bạn thôi là bạn sẽ bị toan bạn sẽ bị toan ngay bạn chỉ lơ là thợ của bạn thôi thợ của bạn cứ nghĩ nước mỹ là tự do ngôn luận ăn nói không theo không nhìn mặt và không 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 biết phát ngôn như thế nào thì nó sẽ làm hại cái tiệm của bạn cho nên là bạn phải quản lý từ thợ cho tới tiệm tới đủ thứ cả cái cái đầu óc của bạn phải nhạy bén bạn bạn phải có tới hai chục con mắt và năm và hai chục cánh tay bạn mới có thể hả làm được những cái điều đó cho nên là đừng có nghĩ là qua bên Mỹ là sống sung sướng xứ. Phải đi làm thì mới có được cái tương lai Có nhiều người đi làm công Trả đời Họ không dư được tiền Tại vì họ làm tàn 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 sao họ dư được Đúng không? Rồi á hả? Lên trên mạng lại nổ Rồi Đi về Việt Nam lại nổ nữa Thì làm sao mà có dư Đó cho nên á ở việt nam ngày xưa nhưng ở việt nam nhưng nhiên còn nhớ mình đi làm giờ hành tránh là đến khoảng một ngày mình làm có mấy tiếng thôi 5 giờ chiều là đã đã ra khỏi công ty rồi còn bên này mình làm đến 9 giờ tối về nấu ăn xong là đã 12 giờ 12 giờ rồi phải lên trên check trang pay của một tiệm coi tiệm tùng như thế nào khoảng gần 2 giờ sáng mới ngủ 2 giờ sáng ngủ thì đến 7 giờ đã đã dậy rồi sáu giờ rưỡi 7 giờ rồi đã dậy rồi để mà lo cơm nước đi làm tiếp tục sáng thấy cái tiệm tối thấy cái nhà sáng thấy cái tiệm tối thấy cái bếp cuộc sống cứ thế mà lẳng lặng trôi qua không thấy được ánh sáng mặt trời vậy thì các bạn thấy cái cuộc sống ở bên mỹ nó như thế nào nó là những cái chuỗi ngày đi làm để trả bill những chủ ngày đi làm để mà nuôi chính phủ Nuôi những kẻ ăn quay phe Đúng không? Cho nên An Nhiên mong mong gửi đến thông điệp cho tất cả các bạn Các em trẻ Hãy nhìn vào hiện tượng nước Mỹ trong những ngày tháng qua Từ khi dịch Covid xảy ra cho đến giờ Thì những gì mà các em đã từng nghe, nhiên chị nói là các em đã từng đi xa đường ha. Còn các em mà ngoan ngoãn thì chị Nhiên mong là các em nhìn vào hiện tượng này mà các em phải phấn đấu nhiều hơn, để đưa nước Việt Nam mình tiến xa hơn, tiến xa hơn nữa kinh tế của mình tiến lên thì kinh tế của Việt Nam mình sẽ tiến lên. Còn Nhiên gửi thông điệp đến tất cả các em đã và đang đi con đường lạc lối, thì nhìn vào hiện tượng nước Mỹ trong những ngày tháng mà dịch covid xảy ra cho đến hiện tại bây giờ những hiện tượng của những uh, cuộc biểu tình của những cuộc đánh đập đánh phá rồi uh, những đứa trẻ trâu cái này cái kia đang nguyên đa đảng thì các em nhìn lại đó và các em đối chiếu lại đất nước việt nam mình đang sống cuộc sống hòa bình đang sống cái cuộc sống yên bình như vậy thì các em hãy chọn đi nếu như các em chọn cái cuộc sống giống như bên Mỹ Thì gia đình của các em cũng sẽ nằm trong cái nguy cơ Rất là lo lắng hiểu không? Còn cái cuộc sống ở Việt Nam mình Tuy là chưa có à, Phát triển giống như các nước Mỹ Rồi châu Âu Tại vì Mỹ và châu Âu đã phát triển tới mấy trăm năm Còn Việt Nam mình mới có hai chục năm thôi Mới hai chục năm từ năm 95 đến giờ là 9 năm 2005 2015 25 năm mới 25 năm được mở cửa cấm vận thì chúng ta cần phải xây dựng nhiều hơn nữa từ chính đôi bàn tay của các em thì chị nhiên mong muốn gửi thông điệp các em nên cố gắng học hành tử tế rồi dùng chất xám của mình để giúp đời giúp mình giúp gia đình giúp cho xã hội các em ở bất kỳ nơi đâu các em cũng sẽ có được những gì mà các em mong muốn đừng bây giờ đi lạc lối cũng giống như những nhân vật mà chúng ta tham gia mạng xã hội chúng ta biết điếu cày rồi uh, nguyễn ngọc như quỳnh buồn kim thành hay là một số thành phần khác họ chống phá đất nước việt nam mình cuối cùng cái kết quả của họ để lại hậu quả như thế nào Họ chả có gì trong tay cả Mà họ là những Những kẻ Nô lệ cho nước Mỹ Trong tương lai Những kẻ làm công việc bần cùng nhất Tại nước tư bản này Vậy thì các em có muốn mình trở thành nhân vật như vậy không?